Vì sao các vị thánh trong tăng đoàn hay là các vị đại phước về thực phẩm lại không đi cùng với Ngài Lô Sát Cá Tiết Xá để bù trừ phước cho Ngài vừa đủ phước, ăn vừa đủ no và không bị ác nghiệp hành hạ, không bị kẻ không lẽ các ngài để nghiệp tự vận hành theo quy tắc của nó để cho ngài Lô Cát Sát Tích Xá chắc đắc đúng lúc đúng thời chấm hỏi. Về câu hỏi này xin mời đại đức Tuệ Tường. Kính thưa đại đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị, về cái vấn đề này á, nó cũng dễ hiểu thôi quý vị, mà do thứ nhất á, là nếu quý vị chịu khó đọc kỹ từng câu từng chữ và có sự suy tư ở trong chú giải bổn sanh, có nghĩa là cha thác cá áp thác cà tha, cái quyển 1 thưa vị, quyển 1 ở trong quyển 1 đó, đó có cái câu chuyện tiền thân của ngài Lô Sát Cá Tiết Xá đó. Thì nếu quý vị được chịu đọc đọc kỹ á, quý vị sẽ thấy những cái điểm này nè, là trong câu chuyện rõ ràng là đã sáng tỏ là vì sao không? Vì sao mà trong câu hỏi này nè, mà cái vị này hỏi là giống như là không lẽ các ngài không để nghiệp vận nghiệp tự hành mà không đi mà hỗ trợ cho thật sự là như vậy thưa quý vị. Cái điểm chính đầu tiên á, mà trong cái câu chuyện tiền thân á, trong chú giải có nói là sao, là do cái quả ác nghiệp của ngài á, cho nên á, khiến á, là ngài ít khi nhận được đồ cúng dường nè, là cái điểm thứ nhất nè. Ngài luôn nghe gọi này phải thêm từ luôn đó, luôn ít nhận được đồ cúng dường thứ nhất nè. Rồi thậm chí á, giàu có cái lễ bố thí to lớn á, có một cái cuộc đại thí của thí chủ nào đó. Thì bụng này trưởng lão cũng không có no được. Bởi vì sao? Bởi vì cái năng lực ác nghiệp đó là nói là cho dù thọ lãnh nhiều cỡ nào đó, thì ngày ăn á, cái ác nghiệp đó nó khiến cho cái năng lực của ngày ăn á, ăn là chỉ vừa đủ để nuôi mạng thôi. Vừa đủ để nuôi mạng nghe quý vị, đang phải được để no nha. Đó, vừa đủ để giống như để duy trì cái sinh mạng mình thôi. Đó. Cho nên kiểu đói nhưng mà vẫn tiếp tục sống nổi. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba nè là như vậy. Là trong chú giải có ghi là mỗi một muỗng cháo mà đổ vào bát của trưởng lão thì do cái năng lực ác nghiệp cho nên nó khiến là chỉ một muỗng cháo thôi, mà nó khiến cho giống như là nhìn thấy như là đầy rồi, vì hiểu không? Có nghĩa là cái người cúng dường á múc cho ngài một muỗng cháo thôi, nhưng mà cái năng lực ác nghiệp khiến cho cái người mà cúng dường á nghĩ một muỗng cháo thôi mà thấy là nó đầy đầy, cho nên đâu có múc nữa thôi vị. Đó. Thì cho nên là ngài ngài thọ dụng cúng dường như vậy, có cúng dường một muỗng cháo thì ngài dùng cái thọ dụng được nhiêu đó thôi. Đó là cái điểm thứ hai, điểm kế tiếp mình phải lưu ý. Và cái điểm kế tiếp á, là mình phải lưu ý nè, để mình hiểu rõ là khi cháo được đổ vào bình bát của trưởng lão, người ta nấu cháo trong đĩa, có nghĩa là chú giải nói là khi mà cháo được đổ vào á, đồng thời á, là cái thức ăn trong đống cũng như biến mất luôn. Ví dụ đổ nhiều cái nào á, nhiều cái nào đi nữa, thậm chí đổ nhiều cái nào nữa, thì nó cũng biến mất, nó chỉ vừa đủ cái số lượng mà để ngài ăn, để ngài duy trì cái mạng mình thôi. Đó là do cái quả nghiệp khiến ngài như vậy. Đó. Thậm chí các đồ ăn cứng cũng như vậy. Quý vị phải lưu ý cái điểm này nha, có điểm thứ hai nè, như vậy. Là khi mà ngài đắc A La Hán rồi thưa quý vị, và chính thầy của ngài Lô Sát Cá Tiết Xá, tức là ngài Sariputta, thì với năng lực của ngài Sư Tá, ngài biết là trong ngày hôm đó là ngài Lô Sát Cá Tiết Xá nè sẽ nhập Niết Bàn, gọi là sẽ nhập Vô Dương Niết Bàn đó. Thì với cái tâm đại bi á, của một người thầy như vậy đó, thì trong đầu của ngài Sư Tá mới nghĩ là hôm nay là Niết Bàn rồi, thì dù sao thì trong cuộc đời của đệ tử của mình đa phần là toàn đói không,
không, thậm không có bữa no nào hết. Thôi bây giờ chắc chập niết bàn rồi, dù gì cũng phải hỗ trợ để cho một có một bữa no. Thì xin thưa quý vị là trong chú giải có ghi rõ một điểm này nha, quý vị chịu khó đọc kỹ thì quý vị thấy là hôm đó đó ngài Sariputta mới gọi ngài Lô-xa-cát-tích-xá là đại loại như là hôm nay con với con đi cùng sư phụ nha, đi vô thành Sa-quách-thí, tức là thành Xá Vệ đó. Mà đại loại như là đến những cái nơi mà ngài, nghĩa là ngài Sariputta có tác ý luôn, tác ý đến những cái nơi mà giống như là thí chủ quen đó, thí chủ mà quen thường hay cúng dường, mà thí chủ cúng dường những cái thực phẩm mà hảo hạng đó. Đó, ở đây mình nôm na mình hiểu rồi, kiểu giống như là hôm nay đi thất thực mà thôi, đi đặc biệt bình thường đó thì đi không có lựa chọn, không mình đi quận, ví dụ đi quận 1, quận đi quận 5, quận 3, mấy cái chợ giống như chợ Bàn Cờ, không chợ Vườn Chuối này nọ, nhưng mà hôm nay ngày này đặc biệt cho nên thôi giống như đi chợ Bến Thành ha, chợ Bến Thành có nhiều đại thí chủ cũng vừa. Thì quý vị tin nổi không là ngài Sư Tá dẫn ngài Lô-xa-cát-tích-xá đi vào thành Sa Thi, đến những cái nơi mà thường thường á là những cái nơi đó sẽ được cúng dường vật thực mà hảo hạng mà ngon nhất, nhưng mà do cái năng lực ác nghiệp, do cái năng lực cái quả nghiệp á, của ngài Lô-xa-cát-tích-xá trong quá khứ nó quá là ghê gớm, cho nên là giống như là hai thầy trò đi mà giống như là bị vô, là người vô hình như vậy, nó khiến cho vô hình như đó, cho nên là đi 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 một lúc không có ai cúng hết, không có ai không có cúng được cái gì chứ. Thì sau đó ngài Sariputta mới dẫn ngài Lô-xa-cát-tích-xá về cái chỗ mà nhà ăn của Chư Tăng, nói là thôi con ngồi đây đi, con ngồi đây đi để sư phụ đi một mình, không đi một mình thất thực đem về cho con đó. Rồi ngài Sariputta mới đi thất thực, thất thực cũng đến nhà mấy nhà mấy nhà, cũng đi tương tự về đến nhà thí chủ, thì những nhà nhà những vị đại thí chủ đó cúng đồ ăn rất là hảo hạng thưa vị, được và thậm chí rất là còn dư nữa. Thì sau đó đó là ngài Sariputta mới nhờ cái cận sĩ nam cận sĩ nữ đó, nói là ở nhà ở chai đường á, chai đường ở chùa á, là có đệ tử của ta là ông Lô-xa-cát-tích-xá, ông đang ngồi trong đó đó, thì hoan hỷ đem những cái đồ ăn mà đặc bác có phần ta đủ rồi đó, đem về cho vị ấy giúp ta đó. Mấy vị tin ông cũng do với năng lực ác nghiệp thì cứ nhờ những cái vị cận cư sĩ, cận nam cận sĩ nữ đó đem về để dâng cho ngài đó, để ngài dùng, nhưng mà rồi sao năng lực ác nghiệp nó khiến cho họ quên, trên đường đi đi họ ăn hết rồi đó, cho nên về tới thậm chí về tới chùa là không có gì hết. Thì sau đó đó ngài Sư Tá mới đi khất thực, đi về nha, đi về ngài mới đi về, rồi xong ngài mới hỏi là ta có kêu á, người ta đem cái đồ ăn á về cho đệ tử á, để con á, thì con có nhận được không? Thì ngài mới nói, ngài ngài Lô Sa Cá, ngài nói là dạ con đâu có nhận đâu. Thì lúc đó ngài một lần nữa ngài Sariputta mới vì lòng đại bi đó, ngài mới đặt trong rõ ràng trong chú giải có ghi thưa quý vị, ngài mới nói, ngài nghe là cái lòng cảm thán, ngài mới nói ô đại loại như cũng thời gian cũng trễ, thật sự là cũng trễ thưa quý vị, cũng giống như là 12 giờ trưa rồi đó. Thì ngài mới nói thôi giờ con ngồi đây đi, thì ngài vì lòng bi mẫn thì bị ngài đi thẳng vô gặp ông Vua Bê Sê Nê Đí. Thì khi mà quá giờ như vậy, phải sự quá giờ qua 12 giờ đó mà ngài Sư Tá đi như vậy, thì rõ ràng ông Vua Bê Sê Nê Đí, tức là vua Ba Tư Nặc đó, mới biết là có, chắc có sự kiện gì nó cũng đặc biệt, cho nên là ông Bê Sê Nê Đí cũng khôn khéo là cúng dường 5 cái món mà được vật thực mà được dùng phi thời đó, đó là bơ đặc, bơ lỏng, đường mía, dầu ăn và mật ong đó, 5 cái thứ đó trộn chung nhau đó, được 5 món để được dùng phi thời, quý vị nhớ rõ nha. Thì khi á mà ngài Sư Tá đem cái đó về rồi mới kêu cái ngài Lưu Sư Cá lại, và ngài phải cầm nha, phải cầm cái tay, phải cầm cái bát, một tay cầm cái bát nè, một tay nói là con hãy thôi dụng này đi, tại vì nếu ta 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 mà buông tay ra là mấy cái này mất hết đó, cái sự việc là như vậy đó. Cho nên là ở đây
mình do mình đọc, có thể mình đọc chưa kỹ, hay là mình đọc từng câu từng chữ mình chưa chưa kỹ, mình suy tư chưa kỹ, cho nên mình nghĩ là không ai giúp hay ngài hay gì đó, nhưng mà không đúng. Thưa vị, rõ ràng ngài sẽ đi với tá có đi đi theo luôn, nhưng mà nhưng là cái nghiệp nó quá lớn, nó khiến là không có thể nào nào mà ai cũng hỗ trợ được đó. Thì ở đây á, có thể là một số quý vị cũng sẽ thắc mắc là như vậy nè. Suy nghĩ có thắc mắc gì? Ủa vậy bạch sư, vì sao tại sao mà ngài Sa Lưu Tá biết là cầm đồ ăn như vậy á, cầm đồ ăn như vậy á, thì sao không không làm cái hành động đó đó trước đó nhiều lần đi, mà đến khi nhập Niết Bàn mới làm được? Thì xin thưa, cái câu trả lời là như vậy thưa quý vị. Ví như một cái người á mà có tiền án tiền sự mà nó dày cộm nha, thì nó dày cộm nha, tiền án tiền sự nó dày cộm, thì khi ra ngoài đường mà xin việc rồi đó, để xin nhai đó, thì mặc dù xin nói thẳng là mặc dù người này hoàn toàn đã hoàn lương rồi, không, mặc dù mang tiền án tiền sự dày dày cộm thiệt, nhưng mà hoàn toàn hoàn lương rồi, không, thì có một cái người á, một người đứng ra bảo lãnh cho vị này, và nói là tôi nhé, trong một trường hợp đặc biệt á, thì người đứng ra nói là bảo lãnh cho vị này để vị này có công việc làm, vị hiểu không ạ? Nhưng mà cái vị đó cũng đâu có tránh được ngoài cái việc làm đó đó, mà đi ra ngoài, ví dụ đi giao tiếp, đi uống cà phê, không, đi chơi này nọ, mà thí dụ những người khác biết á, nghe gã người trong xóm cũng vậy, biết biết là ông này mang tiền án sự nhiều nè, thì cái người đó, cái người mà giúp đó, xin hỏi vị có rảnh không, có rảnh lúc nào cũng kề cận bên bên, cũng giải thích là ông này hiền lắm, ông này tiền án sự nhiều, nhưng mà tiền án sự rất là nhiều, nhưng mà giống hiện hoàn lương này. Đó, vị mới hiểu trường hợp đó như vậy nha. Đó, để sư giải đáp thắc mắc cho vị luôn, tại sao mà cái lúc nhập Niết Bàn thì ngày xưa ta tá làm cái hành động đó như vậy, mình phải hiểu sâu xa như vậy. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi ở đây. Xin chuyên Đại Đức Tuệ Tường đã giảng giải rất là rõ. Nhờ Đại Đức Tuệ Tường giảng giải như vậy đó, quý vị mới thấy là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dùng đủ mọi cách hết thì Ngài mới có thể giúp được người đệ chứ không phải là một cái chuyện là bình thường đó. Do cái ác nghiệp nó làm cho không cách chi mà có thể thay đổi được. Tuy nhiên sư thì sư bổ sung thêm khía cạnh ngoài rìa thôi, tại vì cái ý chính là Ngài Đại Đức Tuệ Tường đã trả lời rồi. Đó là khi mà một vị đã chứng A-la-hán, cụ thể ở đây là hai thầy trò Ngài Tích Xá và Ngài Sa-lư-bút-tát, cái chuyện mà đói hay no nó không quan trọng, tại vì các ngài đã hiểu rõ nghiệp và quả của nghiệp, các ngài biết rõ lý do, cho nên là các ngài không có phiền. Chỉ có mình á, mình phàm thì mình thấy phiền. Chứ đối với các ngài thì cái chuyện đó nó nhỏ lắm, nó không là cái gì hết trơn. Cái gì nó mới là quan trọng, đó chính là sự nguy hại đến phạm hạnh, cái đó mới quan trọng. Còn cái chuyện đói no đối với các vị lậu tận, tức là không còn phiền não nữa, nó không là cái gì. Chẳng qua là vào thời điểm mà người đệ tử chuẩn bị nhập Niết Bàn thì Ngài Xá Lợi Phất vì lòng đại bi thì Ngài có ý cho người đệ tử được no một lần duy nhất trong đời trước khi nhập Niết Bàn. Đó là cái nhân duyên do Ngài Xá Lợi Phất có lòng đại bi. Chứ còn trước đó Ngài cũng, các ngài thì cũng có, nhưng mà các ngài hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Nó cũng không cần thiết. Cho nên là quý vị nói hơi vui một tí là mình đừng có lấy dạ phàm mà mình đo lòng thánh. Các vị thánh là các ngài biết hết. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.